quay ra con cái kẹo. Dạ. Muốn quay không? Đó, nó để ăn khoảng mấy con à? Đây là những cái con cá kè mà ông Tư nuôi ở đồng lắm. Ở trong áo, ở trong đồ của mình luôn nha mọi người. Đây mọi người, ông Tư nuôi những con cá kè rất là thân thiện, ông Tư tới gần mà nó không chạy luôn nha. Rắn là đều, rắn rồi mãn là đều. Bây giờ ông Tư phải đi tới chỗ khác để thuyết pháp. Con chào ông Tư ạ. Xin kính chào tất cả quý bà con. Một lần nữa lại đến với kênh Sách Quý Gia Truyền. Bà con là Sách Quý đây. Ngày hôm nay con đang ở nơi mà ông Tư đang tu tập đó, thưa quý bà con. Ngày hôm nay con muốn xem kỹ hơn về hình ảnh các viên đá xếp chồng lên nhau. Tại sao xếp chồng lên nhau với những viên đá to, viên đá nhỏ kích thước khác nhau như vậy mà sự kết dính của nó vô cùng tốt luôn. Quý bà con, anh cameraman quay rõ hơn và cận cảnh hơn những cái tảng đá này nè. Từ viên đá to tới viên đá nhỏ xếp rất là khó với nhau, nhưng mà hầu như là không rớt nha quý bà con. Những cái viên đá xếp với nhau theo những hình thù khác nhau nên tạo thành những cái hình thù rất là kỳ lạ và tạo thành một cái trận đồ. Và những viên đá được xếp ở ngay dưới gốc cây, không biết xếp từ khi nào anh. Mà gốc cây đa đây ăn vào trong những cái viên đá này luôn, tạo thành một cái vách tường ngay đây luôn nè. Chắc là cũng xếp từ rất là lâu rồi nè. Thì ông Tư xếp lâu rồi, ông Tư xếp kể hơn 40 năm mà. Em nghĩ đây cũng là những cái viên đá đầu tiên mà ông Tư xếp, mà tại vì gần nhà nên là rễ của cây đa ăn sâu vào những cái viên đá này luôn. Và đặc biệt nha, ông Tư không có chặt những cây nha, để cho cây cối mọc tự nhiên cao lên chứ không có chặt đọt nha. Cảm giác như là ông Tư muốn làm như vậy để vừa mát cái khu vườn nhưng mà để che đi cái trận đồ của mình thì phải. Thì đó là cái suy nghĩ của con thôi quý bà con. Quý bà con nghe về cảm giác như thế nào, có đúng không? Vì thật sự với một cái khu vườn ở gần rừng như thế này, ở một cái khu rẫy mà xếp đá như thế này, một cái vị cao nhân nó tu, mình là người thường thật sự không bao giờ hiểu được đâu. Chỉ là muốn ghi lại những đoạn clip để gửi tới cho tất cả quý bà con. Ai mà biết về phép tu tiên thì hãy cứ để lại ở dưới phần bình luận để xem thử là ông Tư đang tu theo pháp môn gì và trận đồ này là trận đồ gì. Đi đường đây lên đúng không anh? Đi qua đây cũng được nè. Em muốn đi đây sâu đúng không? Đúng rồi. Đi sâu thì đi đường đây. Ở chỗ đây là chỗ đằng đây là giữa. Đằng đây cũng có mấy cái bàn nè mà. Tư làm để cho mấy vị ở đây đánh cửa. Anh lên đây mấy lần rồi? Anh hả? Em 4 lần thì sao á? Nhà anh ở đầu đường mà. Anh ở gần đây mà anh biết. Đó. Riêng cái mặt bàn là ông Tư sẽ dùng một cái miếng mê nha. Không, đé dưới đé, còn ở trên là ông Tư bỏ trang tráng hồ á. Là cục đé, đó thì trên đây là một cái miếng mê nè. Có dưới là từ cái miếng đé ông Tư lăn từ núi xuống á. Cũng là ở dưới là một cái cục đá ông Tư lăn từ núi xuống, xong rồi ở trên đây là ông Tư có cũng là đá luôn, xong ông Tư đổ hồ lên trên luôn đó để tạo thành một cái mặt bàn cho nó không có bị lòi lõm á, cho dễ ngồi đánh cờ á. Đây cũng có khu đá, cái trận rất là hay nha. Nhìn từ đây nè, xéo thẳng qua bên góc ở bên kia thì cũng có một cái bàn như thế này luôn nha anh. Đúng rồi, ở đây nhiều bàn lắm, mấy cái bàn ở phía trên cũng có mấy cái nè. Ở đây là chỗ phía giữa nè mọi người. Mà tính ra ông Tư cũng có người ở sau hỗ trợ ông Tư nên ông Tư mới lan được những cục đá lớn ở trên xuống nè.
chứ người thường như mình lăn sao nổi. Mấy cục đá nhỏ nhỏ chứ mấy đó tao thì em thấy đá to, không bao giờ mày lăn nổi. Thì hồi nãy vào anh em tụi con cũng đã gặp ông Tư rồi. Nhưng mà ông Tư không phải là chỉ thuyết giảng ở cái khu vực này không thưa quý bà con. Đây chỉ là nơi đầu tiên buổi sáng ông Tư tới và ông Tư dọn dẹp, sau đó thuyết giảng cho cây cỏ, cho đá, cho muôn loài ở đây. Khoảng thời gian 7 giờ, 7 giờ kém, ông Tư sẽ đi tới những cái khu vực khác nữa để ông Tư thuyết giảng cho muôn loài ở những khu vực khác. Cùng với đó là ông Tư vẫn sống ở đời, nên là vẫn phải lo việc nhà và những cái công việc gia đình, ví dụ như cơm áo, gạo tiền chẳng hạn. Nói chung là nãy vô nhìn thấy ông Tư rất là thương, rất là tội nha. Ông Tư nói là tranh thủ rồi đi thuyết pháp ở nhiều nơi nữa, rồi còn về lo chuyện nhà nữa. Đúng rồi. Ông Tư 83 tuổi chứ đâu còn trẻ mà không biết nói về những cái bậc thánh nhân như thế nào nữa. Sáng ngày ông Tư đi đến, nãy anh có hỏi ông Tư là ông Tư đi đến lúc 5 giờ kém à, ông Tư quét. Nhưng mà cái bữa nào mà lé mà rụng nhiều quá là ông Tư quét tới 8 giờ sáng lận, xong ông Tư mới về. Mùa ấy em thấy cũng bắt đầu lé rụng nhiều rồi. Nhưng mà ông Tư đi thuyết pháp chỗ nhiều nơi, nhưng mà tháng mưa ông Tư vẫn đi. Mưa nắng gì là y như vẫn đi luôn. Mưa nắng ông Tư vẫn đi. À, em phải đi cẩn thận hơn. Hồi bữa có một khán giả do nói là đi sao mà để đi quơ qua rồi đụng rớt cái cục đá người ta xuống, người xem mà còn hồi hộp luôn. Con lúc đó còn hồi hộp hơn nữa quý bà con à. Con vô tình đi qua cái góc hình như vậy, cục đá nó cũng hay rớt hay sao. Đây, đây đúng không? Đây, đây nè. Đó đó đó, cục đó đó. Về đúng không? À, cục đá. Cục đây cũng rất là hay rớt nè, tại vì có dấu ở nguyên ở trong cái trận đồi nha, chỉ có một cục đây rất là hay rớt nha. Hầu như là không có cái cục nào mà có cái dấu hiệu là rớt xuống dưới đất, dính đất cát, chỉ có mỗi cục đây thôi. Là rất là hay rớt, không biết ở trong cái trận địa, cái viên đá cho đây như thế nào nữa. Anh em mình đi phía đây nè. Đó, ok. Em thấy sáng. Đây mới là cái cổng ra vô hay sao vậy anh? Đây là một cái bàn nè, và đường đi ra núi nè. Rồi mấy người đi rẫy á, đi ngang hay đi ngang qua đây nè. Rẫy người ta làm phía sau á. Đây như là đầu cổng mà từ núi vào trong trận đồ gì á quý bà con ơi. Rẫy ông Tư đó, anh thấy không? Đi hết khu đây luôn nè. Đây đó cái mấy cái trụ bê tông trồng á. À, đây. Ừ, dòng hết luôn. Anh có nghĩ là đất của ông Tư vẫn còn rất là rộng, còn ở bên trong cái bãi đá đó chỉ là cái trận đồ mà ông Tư xếp bên trong đó thôi nha quý bà con, chứ đất ông Tư là rộng hơn nữa nha. Ừ. Bao quanh hết ở ngoài tích phía trên của luôn á. Ở ngoài đây như là em thấy như một cái sân vậy anh. Xong rồi kim mới là khung viên anh quay vô để cho quý bà con thấy được là từ bên ngoài đây, như ở ngoài rừng từ trên núi xuống á, sẽ đi vào trong cái trận đồ nè. Ở đầu trận đồ thì có một cái cây xoài nữa. Xoài đây là xoài hồi xưa ở khu vực ở quê rồi mới có nè. Đúng rồi, xoài đây xoài hột gà em, cái trái nhỏ tròn 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 á. Dạ. À, mọi người biết là xoài da rất là sần sùi và nhìn cây rất là dễ hư nha. Nhưng mà cứ như thế này sống hồi à, chín rất là ngọt luôn. Chỉ còn ở quê mới có được những cái cây xoài này thôi, mới còn được những cái xoài này. Tại vì sản lượng cũng không có cho nhiều và không có thơm bằng những cái loại xoài bây giờ nên càng ngày càng ít. Chứ ở quê những cái nơi mà lâu mới có còn lại được những cây xoài. Ở đằng này, chỗ bên kia chỗ ông Tư á là còn có một cây xài trái chút chút. Hồi chắc em biết cái xài đó chứ, xài hột gà á. Xài trứng gà hột. Đúng gà rồi. Xài trái nhỏ. Rất là ngọt, nhưng mà có cái là hột nó bự quá. Đúng rồi. Rất là ngọt. Bây giờ mà ở mình là mà kiếm một cây xoài là hiếm lắm á. Em hồi trước là cũng đi hái xoài, nhà cũng có buôn bán xoài cũng biết. Ở cái khu vực ở dưới ở Lương Sơn á, thì ở mấy cái làng á, vẫn còn cái xoài đó, nhưng giờ cũng hiếm lắm, hột nó to. Đây là một vòng trận đồ nè quý bà con. Con không có biết gọi là gì nữa, tạm thời con gọi là trận đồ để cho dễ gọi hơn nha quý bà con. Anh quay từ cái góc chỗ đây nè để cho quý bà con thấy được là ở phía trên đây nó là một cái hình vòng cung bao quanh hết khu vực ở bên phía bên trong. Và khu đây như là khu chính có rất là nhiều viên đá được xếp lên như là những bộ bàn ghế vậy. Đây nè, là nhìn như là những cái bộ bàn ghế cho
những cái vị chư thần chư tiên ngồi để nhìn xuống ở dưới khu vực trung tâm, ở dưới chánh điện ở dưới đây. Quay góc bên này quay gì tổng thể được. Ông lại thấy ông Tư sáng quyết sạch không? Sáng quyết sạch sẽ hết xong tôi mới đi về á. Đây là một vài cái lá rớt về mới vừa rụng xuống rồi. Chứ sáng ông Tư là quyết sạch sẽ lắm mọi người. Ông Tư sáng lên á, ông không phải là ông Tư thuyết pháp liền đâu. Ông Tư phải vào bên trong thắp nhang và... Nãy anh nói cái gì đó? Điển đúng không? À, ông Tư thắp nhang cho những cái điển á. Cô không biết những điển đó là như thế nào, nhưng mà được điển vào trong những viên đá, những viên bi đó quý bà con. Thì ông Tư quét dọn xong rồi, thắp nhang xong rồi, ông Tư mới ra thuyết giảng. Đúng rồi. Từ khu vực trên đây có thể gọi là nhìn tổng thể được nguyên cái trận đồ này. Ấy là bữa nào thì em có thắc mắc về điển á, thì ông Tư, ông em cứ hỏi ông Tư, ông Tư ông trả lời cho. Tại vì bữa anh có hỏi rồi, ông Tư nói điển là ở trên điển xuống nữa, ông Tư thuyết pháp á. Và bữa nó phải hỏi rõ về cái việc mà điển xuống như đó mà để y như đó là những cái gì mà của bề trên gửi cho thông báo đến cho ông Tư á. Đúng rồi. Gửi gắm vào trong cục đá đó. Rồi ở trong viên bi. Có viên sỏi nữa, những viên sỏi nữa, nhiều lắm ở trong nhà. Mà tính ra ông Tư nói là phía sau lại có một cái gộp. Là ông Tư lăn đé từ trên đó xuống á. Mà không biết cái gộp nằm ở đâu anh không biết. Đây nè. Không, ở phía tuốt phía sau kia. Cương nói có một cái gộp. Mà không biết anh nói là lăn đé từ thấu đó lăn xuống đây. Em thấy là cũng có một cái đường lăn theo cái dọc đây nè. Tới đây coi cũng có cái. Không biết là có phải lăn theo cái đường này. Mà mình thấy cũng có cái dọc chạy đi ở như đường nước chảy này. Đó, như ông Tư nói là từ góc đây em sẽ thấy. Cứ lăn, đúng rồi, lăn xuống theo cái đường đá ở em nghe nói là đá ở đây là đâu phải là tự có sẵn đâu, ông Tư lăn từ trên núi xuống mà. Ở bên đây rẫy người ta không cho. Đúng rồi, người ta không cho lấy đá trong rẫy người ta. Mà ông Tư chỉ lăn từ thuốc ở trên kia lăn xuống, thuốc trên núi á, lăn xuống từng viên dưới đây chứ. Đúng đâu rồi. Có đá sẵn mà đâu mà đẹp hết như thế này đâu. Cái 40 năm luôn mà. Từ góc trên đây mình đi xuống giữa được đúng không ạ? Được, em phải đi ra ngược kia lại em mới đi được. Đây à? Đúng rồi, em đi. Không, em có đường đi ra mà. Bên đây cũng có một cái rẫy khác quý bà con, bên đây cũng có một cái rẫy khác nhưng mà cái rẫy còn nguyên đá luôn thì có nghĩa là rẫy của người ta mình không có được qua lấy đá đâu quý bà con. Nghe em Tư nói người ta không cho, tại vì đá của người ta quên rẫy không cho. Đúng rồi. Đá để trồng cây á nên là phải cần để đá lại để giữ đất. Khi mà mưa lớn để giữ đất lại ở những cái khu vực đồi trọc như thế này. Với lại đá trong rẫy người ta để làm nhiều thứ. Cũng ít ai mà cứ muốn cho người ta vào đất của mình đi ra vô mỗi ngày như vậy đâu. Nên là tính ra ông Tư rất là cực. Từ trên núi mà chưa chắc là chỉ có trong ngọn núi này nữa. Ông Tư phải đi lấy từng viên đá rồi xếp lên như thế này. Có những cái viên đá rất là đặc biệt nha. Mỏng. Mà được đặt thẳng... Hay đúng không? Rất là hay luôn. Cực kỳ hay luôn nhưng mà rất là chắc chắn nha. Đó, với những cái viên bự như thế này nữa nè. Rất là chắc chắn. Chỗ của ông Tư tu thì ông Tư cũng có nói bữa anh có hỏi là có nhiều người muốn đến tu á. Thì ông Tư cho chỗ nhà đó ở luôn và tu tại đây luôn. Nhưng mà cũng có nhiều người đến ở nhưng mà một thời gian thì cũng nó ở nói chung là trong rẫy trong rừng rồi á. Thì người ta cũng bỏ đi hết rồi. Lúc trước thì cũng có vài người ở. Nhưng mà ở thời gian cũng đi luôn à. Nên ông Tư bây giờ cứ đi sáng cứ đến quét dọn xong rồi đi đóng cửa ông Tư đi về. Là thời gian trước cũng đã có người từng xin vô đây để tu tập rồi đúng không? Đúng rồi, có người ở. Có cái đá kia chắc chồng lên đẹp anh. Nghiêng một 45 hay là 50 độ à. Chứ không phải là thẳng à. Nằm ở ngay cái góc từ trên núi xuống luôn. Góc đó nhìn thấy, anh thấy rõ không? Xếp đấy. Nó đá không thẳng nha mọi người. Công nha. Rất rất đặc biệt luôn. Đây một mình ông Tư xếp ngày đó là cũng một quá trình rất là công phu luôn á.
Em thấy cái viên đế kia, viên đế gần chỗ em đó. À, viên đế đó. Mà sắp đứng đó rất là hay luôn á. Mà đặc biệt là lấy từ trên đỉnh núi xuống chứ không phải là từ ở dưới đất mà xếp lên cho nó dính như thế này nha quý vị bà con. Cái điều đặc biệt mà để mọi người kính nể và khâm phục ông Tư về cái sự kiên trì nữa. Con chưa biết là ông Tư tu tiên về tu theo đạo gì và tu như thế nào. Nhưng mà với cái cách sắp đặt và bài trí cùng với những công sức mà ông Tư đã bỏ ra thì con thấy đây chắc chắn là người không phải bình thường. Mà đối với con có thể gọi là thánh nhân, gọi là cao nhân. Đây là cái khu vực chính nè, khu vực chính ở bên trong trung tâm. Thì cũng có y như là những cái bàn để đánh cờ hay là để uống trà vậy quý vị bà con à. Khu vực ở trung tâm mà sẽ những cái viên đá sẽ xếp chồng và xếp cụm lại thành từng cụm. Còn ở bên ngoài á, đó như là những cái dãy xếp dài, còn ở bên trong sẽ xếp thành từng cụm. Nếu như không có người dân ở đây dẫn vô thì không thể nào mà biết được ở khu vực đây thưa quý bà con. Nằm ở cuối làng và nằm ở trên lững lững ở giữa rừng và nơi dân cư sinh sống nữa, rất là khó. Mặc dù lần trước con cũng đã vào một lần rồi, nhưng mà để quay từ một mình để quay lại một lần nữa thì rất là khó, phải tiếp tục nhờ người dân dẫn đường vào trong đây thưa quý bà con. Nói chung thì người dân ở xe thì xem thì nếu mà phải có người ở đây địa phương thì dẫn đến thì biết, chứ còn mà nếu mà một mình đi đến tìm đến thì không có thể nào mà đến chỗ đây được hết á. Trong cái đất đống này tốn bao nhiêu đá luôn anh? Nhiều chứ. Rất là khó luôn, với những cái viên đá to nhỏ khác nhau, mỏng dày khác nhau rồi xếp lên ở khu vực đây, rồi ở đây thêm một đống đá luôn anh. Anh thấy cái viên đá này là sắp hay nhất nè. Em thấy không? Sắp xíu luôn nè. Không người không quen là rất là bị ngã cái viên đá đó. Em thấy không? Sắp dài đúng không? Rất là hay luôn ha. Em thấy không? Mấy cái viên này rất là dễ bị, em thấy rất là dễ bị trượt nha. Như cái viên kia đi qua lại coi cẩn thận, trượt một cái là không có đúng như cái vị trí ban đầu ông Tư xếp lên nữa đâu. Tại vì ông Tư nói là đế là cũng có linh hồn, là kêu là thiên thạch á. Đây đây nè, có những cái viên đế mỏng mà được ông Tư xếp lên rất là hay. Rồi còn đây nè. Chút xíu không? Ở đây có một cái kẻ là ông Tư phải tìm một cái viên đế khác để tạo thành cái hình này một chút xíu để bỏ lên nhìn đây. Ô, có đơn giản mọi thứ như vậy. Thì thưa quý bà con, đây là cái trận đồ xếp đá của ông Tư. Thực chất có rất là nhiều đồn đoán xoay quanh cái pháp tu của ông sư, cũng như là cách mà ông Tư đang tu tập thưa quý bà con. Tới đây là cũng không biết nói gì nữa luôn á. Anh em mình vô nhà không? Vô nhà của điển ông Tư không? Bây giờ mình vô trong luôn được không? Không, ông Tư đóng cửa rồi. Mình cứ quay ở ngoài sơ thôi. Tại sáng em không quay có ông Tư mà giờ ông Tư đi về rồi. Có gì mai 21 gì đó mình em muốn quay bên trong thì quay. Nãy mình cũng xin ông Tư rồi. Anh Tư tính ra là nhà ông Tư mát lắm mới còn nè. Rong mà ở nhà quê về những cái nhà rất là mát mới còn kiểu đây nha quý bà con. Ở bên ngoài dù nắng thế nào mà ở xung quanh nhà nè rong mọc đầy luôn, nghĩa là ở trong nhà mát lắm. Bữa nào anh coi cái sân rồi nè, nhìn là thấy mát rồi, vô đây nhìn là muốn mát lạnh luôn. Tại vì ngày xưa thì ông Tư tu ở đây là ở này cái ngày luôn, cái đêm luôn, nhưng mà giờ thì ông Tư cũng xếp bé xong rồi, bây giờ ông Tư đi về đi lo ở nhà và đi thuyết pháp cho các Phật tử nữa, ở xe nữa, nên sáng thì ông Tư đến tầm khoảng 5 giờ kém là ông Tư đã có mặt tại đây rồi. Sau đó thì tầm khoảng quyết xong, bữa nào thì nhiều lé thì tầm khoảng 8-9 giờ, 7-8 giờ. Đây nè, điển nè em. Yeah, anh quay điển. Thưa quý bà con, thì hồi nãy con có đi vào thì cũng có nhìn sơ qua không gian ở bên trong rồi, và ông Tư cho phép quay nha quý bà con. Xíu đó anh quay ở trong nhà luôn. Trong nhà sẽ tối sao anh quay được? Thì cho quý bà con coi. Hiện tại là tuy ông Tư đi mà ông Tư vẫn cho phép quay nha quý bà con, chứ không phải là quay lén gì nha. Ở trong nhà rất là nhiều điển luôn mọi người. Vẫn còn cây nhang ông Tư mới vừa thắp xong luôn. Ở trên đây thì là bi,
Còn ví dụ ở một vài chỗ khác á, thì là những cái viên sỏi, những cái viên đá luôn. Và đặc biệt nè, chỉ thêm quý bà con là ở những cái bộ đồ á mà treo ở bên trong nhà, là ở phía sau đó ông Tư nuôi rắn rồi nuôi tắc kè nha quý bà con. Ở hồi à. Kia là chỗ gốc của tốt tôn nè, có một con rắn to lắm mà sau này ông Tư tự nhiên đi bỏ đi luôn rồi. Hồi tao ở gốc đó. À. Cái chỗ cái tôn đó. Còn ở cái áo treo á là ở sau đó có tắc kè ở sau á. Đó một con đây mà hai con nè, buổi mà đặc biệt trứng còn dính trên vách tường luôn. Nãy em thấy là còn trứng dính trên vách tường luôn. Bên đây có hai trứng luôn, đĩa luôn. Ở phía sau thì cũng có mấy con này mà, bữa sau cũng có mấy con biết còn không biết nữa ngay chỗ đây nè, chỗ ông Tư ngồi nè. Ông Tư hay nuôi mà những cái đó là động vật hoang dã mà không sợ ông Tư luôn. Trên đây cũng có rất là nhiều điển nè. Bữa trước đây cũng có mấy con cá kè nè, chắc bỏ đi hết rồi. Thì cũng có tu quy nè, mấy quạt nè. Mà ông Tư... Tại lúc trước thì ông Tư Tư cho một người tu ở đây, nhưng mà giờ người ta bỏ đi hết rồi. Đó là tất cả hình ảnh không gian của nhà ông Tư á, thưa quý bà con. Clip tới đây cũng để dài rồi. Có lẽ con xin phép được kết thúc clip ngay tại đây. Và thời gian tới con sẽ thăm ông Tư nhiều hơn để có những cái câu chuyện hay về hấp dẫn gửi tới quý bà con. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con.